bộ sách Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 3, 4, 5 được biên soạn theo khung chương trình tiếng Anh đang được giảng dạy trong các trường tiểu học trên toàn quốc. Bộ sách được biên soạn rất công phu, kỹ lưỡng và tâm huyết bởi các giáo viên, giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường chuyên Anh. Mỗi bài học trong cuốn sách được biên soạn theo hai phần kiến thức cơ bản. Phần 1 lý thuyết được trình bày một cách chi tiết, khoa học và rõ ràng, dễ hiểu. Phần thứ 2 bài tập. Các bài tập được biên soạn theo từng unit có nội dung tương ứng với từng đơn vị bài học trong sách giáo khoa. Bộ sách Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 12. Với mỗi bài học, chúng tôi đều biên soạn theo 3 phần kiến thức cơ bản. Grammar, phần ngữ pháp của mỗi bài học được trình bày một cách chi tiết, khoa học, rõ ràng và dễ hiểu. Pronunciation, phần phát âm được giới thiệu, phát âm và một số quy tắc phát âm thường dùng. Exercise, phần bài tập được biên soạn theo nội dung tương ứng với từng đơn vị bài học trong sách giáo khoa. Sau phần bài tập của từng unit có một bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh. Thông qua bộ sách này, các em không chỉ rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà còn hình thành được cho bản thân khả năng phản xạ tiếng Anh tốt, làm tiền đề cho các bước đệm về sau. Với nhiều năm kinh nghiệm biên soạn sách tiếng Anh, tác giả Nguyễn Thị Thu Huế đã cho ra mắt rất nhiều cuốn sách hữu ích, giúp các em học sinh mất gốc tiếng Anh trở nên tự tin hơn, đạt điểm 9, 10 trong các kỳ thi và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô trong công việc giảng dạy. Những bộ sách đã được độc giả đón nhận một cách nhiệt tình có thể kể tới như bộ đề kiểm tra tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 9, ngữ pháp tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5, để học tốt tiếng Anh, vân vân.